Salon Media xin chào các bạn. Hiện tại trên tay mình đang là chiếc tai nghe Tribeat Flybird. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kết nối, sử dụng các chức năng và giới thiệu lại chiếc tai nghe này. Chiếc tai nghe in-ear của chúng ta được trang bị chuẩn Bluetooth 5.0, khả năng chống nước IPX 5, thời lượng pin sử dụng liên tục là 6 giờ đồng hồ và kèm theo lốc sạc là 36 giờ đồng hồ. Rất là thoải mái cho các bạn có thể sử dụng trong vòng 1 đến 2 ngày. Ở phần đầu tiên thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kết nối chiếc tai nghe với thiết bị di động. Để kết nối thì các bạn chỉ cần mở nắp ra. Sau đó trên thiết bị các bạn hãy bật Bluetooth lên. Khi đó trên màn hình điện thoại của chúng ta đã hiện ra tên của chiếc tai nghe, các bạn chỉ cần chọn vào đó để kết nối. Sau đó nhấc hai tai ra khỏi đất. Như vậy là các bạn đã kết nối chiếc tai nghe với thiết bị di động thành công. Để nhận cuộc gọi đến, các bạn chỉ cần chạm hai lần vào tai bên trái hoặc bên phải. Và để kết thúc cuộc gọi cũng vậy, các bạn hãy chạm hai lần vào tai bên trái hoặc bên phải. Và để từ chối cuộc gọi thì các bạn hãy chạm và giữ vào tai bên trái hoặc bên phải khoảng 3 giây. Khi nghe nhạc, các bạn muốn tiếp tục hoặc là tạm dừng bài hát thì hãy chạm 2 lần vào tai bên trái hoặc bên phải. Để chuyển bài, các bạn hãy chạm 3 lần vào tai bên phải. Và để quay lại bài hát trước, các bạn hãy chạm 3 lần vào tai bên trái. Để sử dụng chức năng Siri hoặc là Google Assistant, các bạn chỉ cần chạm và giữ vào tai bên trái hoặc bên phải khoảng 2 giây. Như các bạn có thể thấy thì trên màn hình điện thoại của chúng ta đã hiện ra trợ lý ảo Siri. Cuối cùng thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách reset lại chiếc tai nghe. Để reset thì trước hết, trên thiết bị di động các bạn hãy chọn quên thiết bị cũ đi. Các bạn hãy đặt hai tai nghe của chúng ta vào trong lốc sạc. Sau đó nhấc một tai ra trước và đóng nắp lại. Khi này các bạn hãy chạm vào tai của mình 7 lần. Đèn xanh nhấp nháy 2 lần như vậy là các bạn đã reset lại chiếc tai nghe thành công. Sau đó các bạn cũng nhấc tai bên phải ra. Chạm 7 lần. Đèn xanh nhấp nháy 2 lần như vậy là các bạn đã reset lại chiếc tai nghe thành công. Các bạn chỉ cần đặt lại vào trong dock và nhấc ra kết nối như ban đầu clip mình hướng dẫn là được. Vừa rồi là clip mình gửi tới các bạn hướng dẫn cách kết nối, sử dụng các chức năng và reset lại chiếc tai nghe Tribeat Flybird True Wireless. Các bạn đừng quên để lại một like, share, comment cũng như subscribe YouTube channel của Song Long Media. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các clip tiếp theo.